Chào mừng các bạn đến với kênh Cửu Thiên Vũ Đế Review. Các bạn thấy hay thì like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Giờ phút này Hiên Viên Diệu cùng Lam Nham chủ đều tổn thương, cuộc chiến dị thường thảm thiết. Ngạc Ngư ỉ vào thân bất tử đỡ hơn một chút nhưng vẫn bị Uyên xé rách vô số lần, khí tức trượt giảm. Khi lốc xoáy cuốn qua, thân ảnh bốn người mới hiển lộ, thân hình đẫm máu bay ngược ra sau. Một kích vừa rồi, lưỡng bại câu thương khuôn mặt quy khư hoàn toàn tái nhợt cho dù trước đó bị lý vân tiêu bổ ra thánh khí phá vỡ huyễn thuật cũng không chật vật cùng phẫn nộ như hiện tại đôi mắt đỏ biến thành màu đen bình thường tràn ngập lửa giận cùng sát khí khóe môi tràn máu tươi không ngừng chảy xuống ba người phi nghe cũng không chịu nổi thân thể trọng thương bay ngược thật xa ngoài hư không thật vất vả ổn định thân hình vô cùng chật vật quy khư ngươi không sao chứ dẫn vũ vô cùng khiếp sợ nguyên tưởng rằng dựa vào lực lượng cùng huyễn thuật của quy khư đủ quét ngang hết thảy nhưng không nghĩ tới rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương ba người dẫn vũ quay lại bên cạnh quy khư thần sắc ngưng trọng sắc mặt quy khư trắng bệch ôm ngực cắn răng nói ta bị thương nhất định phải điều tức một lúc ba người vừa rồi đã mất đi chiến lực sẽ không tạo thành uy hiếp những tên còn lại các ngươi tự mình giải quyết dẫn vũ cả kinh ngươi ngươi không còn sức chiến đấu sao quy khư quay đầu căm tức nhìn hắn lạnh giọng nói như thế nào chẳng lẽ còn muốn ta liều mạng đánh tiếp phục vụ quên mình giúp cho ngươi không không dẫn vũ vội vàng quay đầu đi mặc dù quy khư bị thương nhưng hắn cũng không dám đối diện nói vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đi những người còn lại không đủ gây sợ giết bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian quy khư gật đầu nhìn xuống hỗn độn kê tử bên dưới nói nhanh chóng giết bọn hắn miễn cho đêm dài lắm mộng ta xem trong hỗn độn sắp hóa long rồi. Dẫn vũ chấn động nhìn xuống bên dưới, thần sắc mừng như điên. Con ta nghe lệnh, giết hết những người này. Sắc mặt uyên khẽ biến, nhưng lại khôi phục bình thường. Khuôn mặt thủy vẫn luôn ngây dại như khúc gỗ, giờ phút này cũng hiện ra quang mang quỷ dị, hơn nữa còn lộ khuôn mặt tươi cười. Trong lòng Lý Vân Tiêu đột nhiên run lên, bởi vì hắn nhìn thấy nụ cười kia, vô cùng quen thuộc. Dạ, thủy lên tiếng, đột nhiên ra tay, ngũ chảo đánh tới nhưng mục tiêu lại là quy khư. Ngươi, quy khư cả kinh, hắn lại bị đồng minh ra tay đánh lén. Ngũ chảo tốc độ cực nhanh nhưng giống như không có lực lượng cực mạnh, khi tới trước mặt quy khư lại đột nhiên kết ấn. Đồng tử quy khư co rút lại, ánh mắt hoảng sợ, tựa hồ nhận ra ấn ký kia, thất thanh kêu lên. Ngươi là, hắn muốn trốn như chậm một bước, bị thủ ấn áp vào mi tâm. Nhất thời trong lòng bàn tay thủy hiện lên hồng quang, thật nhiều phù văn lan tràn khắp da thịt quy khư thân hình quy khư bị định trụ trong hai mắt toát ra phẫn nộ cùng hoảng sợ khan giọng giận dữ hết thiên tư sắc mặt lý vân tiêu đại biến biểu tình quỷ dị vừa rồi của thủy giống thiên tư như đúc nhưng không nghĩ qua chính là hắn sắc mặt lý vân tiêu âm trầm lẳng lặng nhìn qua kháp quyết khôi phục lại lực lượng trên người giờ phút này bên địch quân xuất hiện biến cố đối với bọn họ mà nói chính là chuyện tốt như vậy mọi người có thể tranh thủ thời gian để khôi phục trên mặt thủy lộ nụ cười quỷ dị khuôn mặt ngây dại biến thành tươi sống cười điên cuồng ha 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 quy khư a à, quy khư rốt cục nhận ra ta là ai sao ngươi luôn tự xưng đồng thuật vô song hôm nay sao lại mù mắt chó đây thân sắc quy khư tràn đầy lửa giận hắn nhìn chằm chằm thiên tư lạnh lùng nhìn qua dẫn vũ lạnh giọng hỏi đây là điều mà ngươi nói đồng minh đồng lòng kẻ phản bội sẽ nhận trời phạt sao dẫn vũ nhướng mày cười quái dị nói ha ha quy khư Ngươi nói vậy là không đúng, ta nào có phản bội ngươi. Là vị bằng hữu kia nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giết ngươi thôi. Sao lại trách lên đầu ta đây? Hắn vô cùng bất mãn chừng mắt nhìn thiên tư, nói. Không phải đã nói tới cuối cùng mới động thủ sao? Vì sao phải ra tay trước thời gian? Sắc mặt quy khư xanh mét, ánh mắt phun ra lửa giận như muốn hỏa táng giận vũ. Thiên tư cười hăng hắc. Cuối cùng, cuối cùng chưa chắc là thời cơ tốt nhất mà bây giờ mới là thời cơ tốt nhất a à? nếu chờ hắn khôi phục lực lượng ta chỉ sợ không áp chế được mà giờ khác này nếu đoạt xá ta nắm chắc thật lớn dẫn vũ lạnh lùng nói ngươi sẽ không sợ lầm chuyện của ta chuyện tiên hiệp hay thiên tư kinh ngạc cười nói chuyện của ngươi làm ơn đi dẫn vũ đại nhân chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi chuyện của ngươi quan hệ gì tới ta sắc mặt quy khư tái nhợt biến thành vô cùng khó xem tựa hồ bị quyết ấn sản sinh tác dụng thật lớn thân thể của hắn lào đảo run rẩy tràn đầy không cam lòng thấp giọng quát dẫn vũ vì sao phải như vậy dẫn vũ cười hắc hắc hỏi quy khư kỳ thật ta cũng không muốn nhưng thực lực của ngươi quá mạnh mẽ mạnh tới mức làm ta kiên kỵ đầu. ta chỉ sợ sau khi khôi phục tới giới vương cảnh vẫn không phải đối thủ của ngươi cho nên nhất định phải tìm được người có thể khắc chế ngươi mà thiên tư chính là người đó là ngươi sáng tạo ra hắn để đối phó nguyệt đồng là ngươi sáng tạo ra thiên địch của đồng tộc A. Dẫn vũ chớp mắt, lại cười nói. Có phải cảm thấy có chút mua dây buộc mình không? Thiên tư cũng châm chọc nói. Năm đó ngươi sợ sau khi thực lực ngã xuống, sẽ không thể khống chế nguyệt đồng, liền sáng tạo ra ta để phòng ngừa vạn nhất, có thể lợi dụng ta kiềm chế đồng tộc. Nhưng ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới lại chơi lửa, rồi tảng đá đập chân của mình chứ. Ha ha. Quy khư dị thường phẫn nộ, liều mạng dãy dụa nhưng bất kể như thế nào cũng không dãy thoát trói buộc của quyết ấn, hơn nữa lực dãy dụa ngày càng yếu. Trong mắt thiên tư hiện lên vẻ hưng phấn, kích động nói. Ha ha ha, vô dụng, năm xưa ngươi sáng tạo ra ta, chính là vì đối phó nguyệt đồng, cho nên trời sinh ta chính là khắc tinh của ngươi, ngươi dãy dụa thế nào cũng vô dụng, ha ha ha. Ta có thể lập tức đoạt xá thành công, như vậy ta chính là quy khư hoàn toàn mới, là một nguyệt đồng hoàn toàn mới, hơn nữa không tồn tại chỗ thiếu hụt nào. Dẫn vũ cười nói đừng chít chít nhiều lời muốn đoạt xá thì nhanh một chút đi giờ phút này hắn thật suy yếu đâu được thiên tư ứng tiếng khuôn mặt thủy chợt ngây dại một đạo quang mang nhân hình trực tiếp nhảy vào trong cơ thể quy khư nhất thời thân thể của thủy sụi lơ ngay trước mặt quy khư mà đồng tử của quy khư trợn tròn khuôn mặt dãy rụa tràn đầy vẻ dữ tợn cùng thống khổ mồ hôi tuôn như mưa ánh mắt giận vũ có chút mơ hồ theo dõi hắn một lúc hỏi như thế nào thân hình quy khư run rẩy thanh tâm thiên tư truyền ra âm trầm nói có chút phiền toái nhưng vẫn ở trong dự liệu đợi ta hoàn toàn cắn nuốt sạch ý thức ngoan cố bên trong mới có thể lấy được lực lượng của quy khư hơn nữa kế thừa thân hình bộ dạng này dẫn vũ gật đầu nói tốt vậy ngươi chậm rãi đoạt xá ta đi hóa long chỉ trước đã thiên tư biến sắc cả kinh nói ngươi không thể đi ngươi phải thay ta hộ pháp nếu không đám người lý vân tiêu sẽ qua giết ta nhìn sắc mặt dẫn vũ tựa hồ có chút không vui thiên tư vội nói ngươi xem quá trình hóa long còn chưa nhanh như vậy đâu dẫn vũ nhìn xuống hỗn độn kê tử theo thiên địa linh khí điên cuồng rót vào trong mơ hồ như có long hình hiện thân nhưng còn kém một ít thiên tư nhai răng cười nói hắc hắc chỉ cần ta đoạt xá thành công tất nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho đại nhân dẫn vũ thản nhiên nói yêu đãi thì cũng thôi dù sao ngươi không phải thứ tốt gì ta cũng rất khó tín nhiệm người. Chỉ là chúng ta có chung địch nhân, tới lúc đó còn phải lợi dụng lẫn nhau mới được. Hắc hắc, đại nhân cũng thật thấu đáo. Thiên tư hăng hắc cười rộ lên, đột nhiên khuôn mặt hắn thoáng dại ra, sắc mặt lập tức đại biến, nhãn cầu lồi ra ngoài như mắt cá chết. Tiện nhân còn chưa chết. Tiện nhân. Thần sắc thiên tư sợ hãi, gào thét mắng to. Nguyên thần sắc vốn đã khôi phục chấn định lại biến thành phức tạp, khuôn mặt không ngừng run rẩy lên vẫn là khuôn mặt kia lại đột nhiên biến thành bình tĩnh nhưng trong mắt tràn đầy thống khổ khí chất quanh thân hoàn toàn phát sinh biến hóa sắc mặt giận vũ đại biến lập tức cảnh giác quát ngươi là ai sắc mặt lý vân tiêu cũng đại biến thiếu chút nữa tâm thần thất thủ hoảng sợ nói khả nguyệt khuôn mặt khí chất cùng thần thái chính là chữ khả nguyệt trên trán tuôn đầy mồ hôi to như hạt đậu run giọng nói lý vân tiêu vẻ mặt giận vũ âm trầm lạnh giọng nói thế nào tên phế vật thiên tư lại đoạt xá thất bại đầu khốn khuôn mặt chữ khả nguyệt biến đổi biến thành dữ tợn quát lão tử làm sao đoạt xá thất bại chỉ là một tiện nhân mà thôi ta chỉ một phút là tiêu diệt à vừa nói xong khuôn mặt lại biến hóa biến thành dịu dàng chỉ là thân xác thống khổ cùng dãy ruộng lý vân tiêu lớn tiếng nói khả nguyệt hãy cố lên nhất định không thể thua cho hắn chữ khả nguyệt gật gật đầu khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi thập phần vất vả. Khuôn mặt xinh đẹp dưới sự tranh đoạt không ngừng của hai người đổi tới đổi lui, khi thì dịu dàng khi thì dữ tợn, lúc thì thống khổ lúc lại nổi giận. Đột nhiên, chữ khả nguyệt dơ lên tay phải, kim quang chợt lóe, biến thành một thanh giáo kim sắc hướng ngay tim của mình đâm thẳng vào. Chi? Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, quát. Khả nguyệt, đừng a! À. Thanh giáo dừng phát lại cách chỗ trái tim vài tấc, khuôn mặt khả nguyệt biến thành dữ tợn, lạnh giọng nói. Muốn tự sát muốn chết, hơn nữa giết ta sao quá ngây thơ rồi ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi làm như vậy thân thể là của ta sống hay chết ta tự mình tới định đã bị lão tử chiếm cứ đó là của lão tử muốn chết chính ngươi đi tìm chết là đủ rồi bàn tay cầm thanh giáo bắt đầu chậm rãi rời khỏi chỗ trái tim nhưng tay trái chữ khả nguyệt cũng mạnh mẽ nắm lên hướng trái tim đẩy tới mũi giáo chậm rãi xuyên qua ngực tuôn máu khuôn mặt thiên tư cực độ hoảng sợ hét lớn Tiện nhân, ngu xuẩn, như vậy ta và ngươi đều cũng chết. Dẫn vũ có chút hăng hái đứng một bên nhìn thấy, ha ha cười nói. Thiên tư, ngươi nói cái gì ngu xuẩn đâu, nàng chính là muốn đồng quy vu tận với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Khuôn mặt thiên tư biến dạng, mồ hôi lạnh tuôn tràn cầu xin. Dẫn vũ đại nhân, mau giúp đỡ ta, giúp ta đánh chết tiện nhân kia. Dẫn vũ suy cười một tiếng, nói. Các ngươi đang ở trong cuộc chiến đoạt xá, người ngoài như ta làm sao giúp đây chuyện của mình tự mình giải quyết đi trên mặt thiên tư tràn đầy lửa giận mắng dẫn vũ tên tiểu nhân ngươi lại thấy chết mà không cứu được ngươi không quan tâm hợp tác với ta đối phó lục xí sao sắc mặt dẫn vũ thay đổi lạnh lùng theo dõi hắn nói ngay cả một nữ nhân cũng không đối phó được còn muốn theo ta cùng nhau đối phó lục xí hợp tác với ngươi chính là sỉ nhục của ta còn nữa ta xem minh bạch rồi thân thể này vốn là của nữ nhân kia ngươi lại vô sỉ tới mức chiếm đoạt thân thể nữ nhân chật chật xuống dưới suối vàng ngàn vạn lần đừng nói với người khác ngươi nhận thức ta ta không có mặt mũi như vậy sắc mặt thiên tư đại biến cả kinh nói suối vàng có ý tứ gì sắc mặt giận vũ trầm xuống quát ý tứ chính là lý vân tiêu kinh hãi nhảy dựng khỏi chiến hạm muốn lao tới khả nguyệt cẩn thận giận vũ chữ khả nguyệt ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt rơi xuống nước mắt, bộ dạng tựa hồ giải thoát. Dẫn Vũ đột nhiên vừa động, một đạo long quyền đánh thẳng lên thân hình chữ Khả Nguyệt, phanh một tiếng đem đồi ngực oanh mở, huyết nhục mơ hồ. Ý của ta chính là, đi chết đi. Long Nhãn Băng xương nhìn chằm chằm khuôn mặt biến dạng Tựa hồ có thể chứng kiến hai linh hồn đang không ngừng chiếm đoạt thân thể kia. Thiên tư quá to. Đáng chết, Dận vũ, ngươi không chết tử tế được. Dận vũ cười nhạo nói, nói giống như ngươi được chết tử tế đâu. Có thể chết thống khoái như vậy, ngươi không nên cảm tạ ta. Nguyên bản ta còn ký thác kỳ vọng với ngươi, không tưởng được ngươi phế vật tới như vậy, thậm chí còn không thắng được một nữ nhân, thật khiến người ta thất vọng. Khuôn mặt thiên tư dại ra, tựa hồ tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, như lập tức biến thành dịu dàng, bị khả nguyệt thay thế. Khả nguyệt Lý Vân Tiêu thê thảm kêu một tiếng, hai mắt đỏ bừng. Lý Vân Tiêu, ngươi đừng qua đây. Chữ khả nguyệt phun mấy ngụm máu tươi, nhưng biểu tình tràn đầy vẻ giải thoát lẫn cao hứng, hòa nhã nói. Kết cục này là ta sở cầu, ngươi đừng ngăn cản. Dẫn vũ hừ một tiếng, cảnh giác nhìn chầm chầm Lý Vân Tiêu, lập tức rút long quyền, hơn nữa trong thoáng chốc long khí chợt nổ tung. Trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ của chữ khả nguyệt tạc vỡ, hoàn toàn không còn khả năng cứu vãn. Phốc, chữ khả nguyệt lại phun máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay xa trên không trung. Khả nguyệt, Lý Vân Tiêu gào thét, liền vọt tới, đem chữ Khả Nguyệt ôm vào trong lòng. Vết thương nơi ngực thật lớn, máu tươi ướt đẫm toàn thân, nàng hoàn toàn không sống được. Kiên trì, ngươi nhất định phải kiên trì. Đầu óc Lý Vân Tiêu hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, liều mạng đem thần dịch lực vừa khôi phục được chút ít chuyển hóa thành từ ớt mộc khí truyền vào thân thể chữ Khả Nguyệt. Kỳ thật ai cũng hiểu được, chữ Khả Nguyệt không còn khả năng sống sót. Lý Vân Tiêu, đừng phí sức lực, đây là sự lựa chọn của ta. Ta thích. Kết cục này. Ánh mắt chữ khả nguyệt tan rã trong hoàng hốt tựa hồ nhìn thấy thân ảnh quanh quẩn trong mộng. Ta rốt cục tự do. Mộ dung đại ca. Chúng ta rốt cục có thể. Ở cùng một chỗ. Lý Vân Tiêu bi thống, thất thanh khóc giống lên, áo bào bị máu tươi nhuộm đỏ. Dẫn vũ lạnh lùng hừ nói. Trường hợp động lòng người cảm động vô cùng đâu, bất quá bổn tọa không có thời gian chơi với các người. Hắn nhìn xuống chỗ hỗn độn kê tử, long khí bên trong bắt đầu biến thành thực chất, một long hình dần dần ngưng tụ thật rõ ràng. Ha ha ha, thiên vận khí số, rốt cục đang ở bên ta. Hắn lập tức đi xuống bên dưới. Đám người hiên viên diệu đại biến, liều lĩnh lao tới. Con kiến. Long quyền vô lượng quang. Dẫn vũ hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, một quyền oanh ra ngoài, một mảnh cường quang chiếu xuống, hiên viên diệu cùng lam nham chủ bị đánh bay, cuồng phun máu tươi. Uyên nhi, ngươi tận khả năng giết chết đám người kia đi. Dẫn vũ ra lệnh, cũng không quay đầu đi thẳng tới hóa long trì. Dạ, uyên ứng tiếng, sắc mặt biến thành băng lạnh, đằng đằng sát khí. Tùy tay một chảo, một thanh chiến thương liền xuất hiện trong tay, như trường hồng quán nhật kích bắn đi ra. Nhưng người bị công kích lại là. Thân hình dẫn vũ đột nhiên bị kiềm hãm, xoay người đánh ra một trường. Oanh, trường lực đánh lên chiến thương, uyên tựa hồ đã sớm có phòng bị, ngay khoảnh khắc chiến thương chịu lực thân hình chợt tách ra hóa thành vô số tàn ảnh đánh tới bốn phương tám hướng nghịch tử ngươi muốn làm gì dẫn vũ giận dữ liên tục đánh ra mấy quyền đem tảng lớn tàn ảnh đánh vỡ nhưng đột nhiên bên hông đau xót một cỗ khí tức băng xương cực điểm đâm vào chiến thương đâm thẳng vào địa phương mà long lân không cách nào bao trùm khi hóa thành hình người sắc mặt uyên băng xương một tay cầm thương đâm xuyên qua lưng dẫn vũ long huyết đỏ đậm chảy ra từ thân thương mọi người bị biến cố trước mắt làm cả kinh trợn mắt há hốc mồm chỉ có lý vân tiêu vẫn còn ôm thi thể chữ khả nguyệt thống khổ rơi nước mắt biến cố liên tục làm mọi người có chút chết lặng khuôn mặt giận vũ âm trầm đáng sợ lạnh giọng hỏi vì cái gì vì cái gì uyên đột nhiên xoay người cười rộ lên tiếng cười cực kỳ âm lãnh nói là ngươi ngay cả con của mình cũng có thể xem như thuốc bổ làm thịt lại có thể hỏi ta vì cái gì giận vũ giận dữ mắng bọn hắn đều là nghịch tử đều là nghịch tử bất hiếu muốn ta chết trong bao nhiêu đứa con ta thưởng thức nhất chính là ngươi lại không thể tưởng được ngươi cũng phản bội ta cảm xúc của hắn hết sức kích động vừa dãy dụa vết thương liền mở rộng máu loãng nhỏ giọt phản bội ha 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 uyên cười như điên hài hước nhìn chằm chằm giận vũ châm chọc nói ngươi thật nghĩ ta là kẻ ngu sao ngươi thật cho rằng ta không biết ban đầu ngươi nghĩ luyện hóa chúng ta bổ sung long nguyên để đối kháng thiên nhân ngũ suy, trở về giới vương cảnh. Ngươi thật cho rằng ta luôn quy thuận ngươi. Ở trong chín đứa con của ngươi, toàn bộ huynh đệ đều cho rằng ta là kẻ ngu xuẩn nhất. Nhưng sự thật đây, ai sống tới cuối cùng? Ha ha ha, là ai cuối cùng đưa tiễn ngươi trước lúc lâm trùng? Dẫn vũ ngây ngẩn cả người, người của thiên vũ minh chỉ cảm thấy quan hệ giữa chân long thật phức tạp, tâm cơ sâu tới dọa người. Uyên cười lạnh nói, cười tới cuối cùng mới là thắng lợi a. À. Đáng tiếc, đám ca ca đệ đệ ngu xuẩn của ta nhìn không tới. Hắn lại đẩy chiến thương về phía trước, siêu một tiếng xuyên thấu lưng giận vũ, phá vỡ một lỗ máu thật lớn. Sau đó Uyên tiếp tục đánh ra một trường, đẩy mạnh về hướng giận vũ, chính mình thuận thế bay ngược hướng hóa long chỉ bay qua, trong mắt hắn tràn ngập hưng phấn. Cướp lấy số mệnh, thành tựu tân chân long, hẳn phải là ta, người có trí tuệ cùng thực lực ngang nhau. Mọi người đều kinh ngạc, trơ mắt nhìn hắn nhảy vào trong hỗn độn kê tử mà bó tay hết cách đột nhiên uyên giống như bị trùng kích thật lớn bị chấn bay ra ngoài còn phun máu tươi long lân toàn thân nát từng tảng lớn cái gì xảy ra chuyện gì làm sao lại như vậy uyên hoảng sợ nhìn hỗn độn kê tử nhìn chân long sắp thành hình bên trong không khỏi kinh hãi tay chân thất thố một thanh âm lạnh băng vang lên sau lưng hắn bởi vì ngươi chỉ là phối hợp diễn của thời đại này mà thôi oanh không kịp đề phòng uyên bị giận vũ đánh lén một quyền từ sau lưng đánh xuyên qua lồng ngực của hắn. Phốc, Uyên phun ra búng máu, thân sắc không cam cùng phẫn nộ, quát. Vì cái gì? Vì sao ta không vào được hóa long trì? Thân thể hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, tuy nửa người dẫn vũ cũng nhiễm máu tươi nhưng hiển nhiên còn chưa nguy hiểm tính mạng. Ngược lại khi dẫn vũ đánh xuyên đồi ngực của Uyên, liền trực tiếp làm vỡ nát nội phủ của hắn, sinh cơ nhanh chóng tiêu tan. Dẫn vũ cười lạnh nói. Nếu chân long thật sự dễ dàng lấy được, bao nhiêu triều đại tới nay phải chết bao nhiêu chân long à? Uyên sửng sốt, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Chân long sinh ra sẽ mang tới thiên địa dị tượng cực mạnh, nếu không có cấm chế siêu cường bảo hộ, chỉ sợ mỗi đời chân long đều sẽ bị người cắn nuốt. Sau khi nghĩ thông suốt, thần sắc Uyên tuyệt vọng, vẻ không cam lòng cũng biến thành xám trắng. Dẫn vũ cười nhạo nói, tuy rằng ngươi đâm ta một thương, nhưng phụ vương phải bội phục ngươi, giả ngây giả dại lâu như vậy nói vậy ngươi thật sự là người thông minh nhất trong chín đứa con của ta dùng ngươi tới bổ dưỡng nói vậy hiệu quả sẽ tốt hơn các huynh đệ của ngươi đi một thanh âm long ngâm vang lên dẫn vũ hóa thành thân thể chân long mạnh mẽ nuốt chừng uyên trong miệng rồng thật lớn còn truyền ra thanh âm tiếng nhai xương cốt răng rắc khiến người dùng mình không rét mà run dẫn vũ cắn nuốt uyên xong long đầu thật lớn vừa chuyển lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người Liên phóng về hướng hóa long chỉ đồng thời long ngữ tối nghĩa từ trong miệng hắn truyền ra mỗi khi niệm một tiếng trên hỗn độn kê tử đều có long phủ hiện lên. Theo sau, thân thể hắn va chạm vào hỗn độn kê tử, trong lòng mọi người căng thẳng, nhưng không chứng kiến phát sinh tình cảnh như uyên, lại chậm rãi dung nhập đi vào. Đột nhiên long thân khổng lồ như nhận lấy trở ngại, đột ngột ngừng lại. Chỉ thấy ở phía cuối, Lý Vân Tiêu hai mắt đỏ bừng, thân sắc băng xương sát khí đang liều mạng kéo mạnh cái đuôi lớn, không cho hắn đi vào. Dẫn vũ hét lớn một tiếng, đuôi rồng kịch liệt vẫy động, hóa ra vô số tàn ảnh nhưng không cách nào đánh bay lý vân tiêu người thiên vũ minh đều kinh hãi vội vàng lao tới hỗ trợ những ai còn có thể chiến đấu mặc kệ thực lực cao thấp đều ra tay cùng nhau oanh tới trong mắt sận vũ bắn ra vẻ băng xương đồng thời cũng nổi lên tia kiêng kỵ tựa hồ không muốn cùng đám người này đánh bừa mạnh mẽ chui vào trong hỗn độn kê tử lý vân tiêu bất ngờ không phòng ngự liền bị cái đuôi kéo luôn vào bên trong a à, minh chủ công kích của mọi người nháy mắt thất bại tất cả giật mình nhìn vào trong hỗn độn kê tử chỉ thấy lý vân tiêu vẫn ôm cái đuôi của dẫn vũ xuyên qua bên trong vân tiêu ca ca tiểu hồng vội vàng bay tới lo lắng nhìn vào trong hóa long trì nhưng không có biện pháp đám người đoan mộc hữu ngọc liều mạng công kích kết giới phòng ngự nhưng không chút hiệu quả hiên viên diệu trầm giọng nói buông tha thôi kết giới này do thiên địa ngưng tụ mà thành nhân lực không thể phá vỡ uyên long bị chấn động còn lập tức trọng thương có thể thấy được sự lợi hại của nó. Phi Nghe vội kêu lên, Hiên Viên đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Hiên Viên Diệu lắc đầu thở dài, không biện pháp, hiện tại chỉ phải xem Lý Vân Tiêu. Nhưng mà, Phi Nghe gấp tới mức nhảy lên. Nhưng giờ phút này, Phu quân làm sao còn sức lực đi ngăn cản giận Vũ? Thân sắc Hiên Viên rượu chua xót, lắc đầu nói, hết thảy nhìn ý trời đi. Giờ này khắc này chúng ta không còn biện pháp gì, chỉ có thể chờ đợi. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Mọi người bình tĩnh một chút, tận sức khôi phục lực lượng. Chờ sau khi hóa long, kết giới mở ra, có lẽ còn cuộc ác chiến cũng không chừng. Hiên viên diệu gật đầu nói. Kê sách hiện giờ chỉ có thể như vậy. Vẻ mặt mọi người đều ảm đạm, biết không có biện pháp nhưng vẫn không cam lòng. Đặc biệt là phi nghe cùng tiểu hồng, luôn nhìn chầm chầm vào hỗn độn kê tử, không thể tĩnh tâm xếp bằng điều tức. Lý Vân Tiêu bị đưa vào trong hóa long trì, liền cảm nhận được linh khí kinh thiên lao vào trong cơ thể của mình, dù không muốn hấp thu cũng khó khăn. Ở trước mắt có một long hình thật lớn đang chậm rãi ngưng kết lại, sáng ngời mà tuyệt mỹ, vừa nhìn chẳng khác gì xảo đoạt thiên công, làm lòng người hướng tới. Ngược lại là dẫn vũ, giống như từng gặp qua vì thế vẫn thản nhiên. Hắn vung đuôi, lần này Lý Vân Tiêu cũng sơ sẩy, vì thế liền bị trần khai. Dẫn vũ hóa thành hình người, nhìn thoáng qua chân long đang ngưng tụ, xoay người lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng băng xương nhìn dẫn vũ, trong mắt sắc khí thấu xương. Dẫn vũ lạnh giọng nói. Ngươi muốn bảo vệ chân long đã là không thể nào, ta chỉ cần tùy tiện một kích là có thể phá hủy quá trình ngương hình, tới lúc đó long hình sẽ hóa thành long tinh, hoàn toàn thất bại. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi nói lời này là vì giữ mạng cho mình sao? Giữ mạng? Ha ha, đầu óc ngươi bị chóng váng đi. Dẫn vũ cười lạnh. Hiện tại ai mạnh ai yếu mà ngươi cũng không nhìn ra được sao? Bổn tọa chỉ muốn nói cho ngươi biết, tốt nhất thành thật một chút, nếu không hiện tại ta phá hủy long mạch sẽ không còn khả năng thành hình. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Tùy tiện. A, cái gì? Dẫn Vũ lặng người, cho là mình nghe lầm. Lý Vân Tiêu còn đang bi thống vì cái chết của chữ Khả Nguyệt, làm sao còn quản được nhiều, cười lạnh nói. Không phải muốn đánh vỡ long mạch sao? Ngươi không làm để cho ta làm tốt lắm. Hắn hít sâu một hơi linh dịch điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể sau đó tay phải hắn chảo qua tử lôi ngưng tụ hóa thành trường mâu mạnh mẽ đâm xuống a à, dẫn vũ sừng sốt hoàn toàn không kịp phản ứng đối phương không phải muốn bảo vệ long mạch sao hiện tại vì sao tự mình phá hủy nhất thời tử lôi lập tức đâm vào trong long mạch chi chi trường mâu phát ra cường quang vô cùng trói mắt lấy tử lôi làm trung tâm bắt đầu có vô số vết sạn hiện lên hướng long thân lan tràn tới a à, không chỉ riêng giận vũ ngây dại thậm chí nhóm người phi nghe ở bên ngoài cũng kinh hãi lẫn mờ mịt tiểu hồng ngơ ngẩn nói chẳng lẽ cái chết của nữ tử vừa rồi làm vân tiêu đại ca bị kích thích quá lớn cho nên làm việc cực đoan như vậy sao phi nghe cau chặt mày không hiểu ý tứ của lý vân tiêu trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người rốt cục long thân cuồn cuộn che kín vết dạn sau đó linh dịch không ngừng rót vào cuối cùng ẩm ẩm nổ tung oanh long long lực lượng khủng bố trùng kích khắp bốn phương tám hướng chân long ngừng hình thất bại trực tiếp hóa thành vô số long tinh hướng bốn phía kích tán dẫn vũ há hốc mồm nhưng chỉ nháy mắt hắn liền hiểu được ý tưởng của lý vân tiêu chỉ thấy lý vân tiêu kháp quyết một vầng kim quang hiện lên bốn phía long tinh phá nát lập tức bay tới dưới công pháp tạo hóa nhất khí hóa thành long khí khủng bố bị hắn hút vào trong thân thể đáng chết muốn phá hư đại sự của ta dẫn vũ nổi giận gầm lên một tiếng bất chấp đánh chết Lý Vân Tiêu, Long Tinh cùng khí vận đầy trời là mục đích tranh đoạt hàng đầu của hắn. Nhất thời hắn hóa thành hình thái chân long điên cuồng cắn nuốt Long Tinh cùng linh khí. Trong hóa long trì, rất nhanh liền hình thành hai đạo lốc xoáy rằng co lẫn nhau, vô số Long Tinh xen lẫn linh dịch hướng hai lốc xoáy dũng mãnh lao tới. Lý Vân Tiêu đang cùng dẫn vũ tranh đoạt khí vận thiên địa lần này. Trong đầu phi nghe chợt hiện linh quang, nháy mắt liền hiểu ra, khẩn trương siết chặt nắm tay nói. Ta hiểu được ý tứ của phu quân, sau khi dẫn vũ tiến vào hóa long trì đã không thể cản trở long mạch bị phá hủy dù sao lúc này chân khí của phu quân đã rất yếu một khi đã như vậy còn không bằng hóa bị động thành chủ động tự mình phá hủy long mạch mượn việc này tranh đoạt số mệnh chân long kể từ đó còn có thể tìm được cơ hội lúc này tiểu hồng mới hiểu ra sững sờ nói long mạch nát vì sao cấm chế của hỗn độn kê tử còn chưa bị phá vỡ nếu có thể bài trừ cấm chế chúng ta đi xuống quấy rối cho dù không thể giết Giận Vũ nhưng cũng có thể gia tăng phiền toái cho hắn, để cho hắn không thể cướp đoạt số mệnh với Vân Tiêu đại ca. Phi Nghê cũng khó hiểu, hai người lại ra tay công kích lên Hỗn Độn Kê tử, ngược lại bị kích bắn trở về, thiếu chút nữa bị chấn tổn thương. Phi Nghê lắc đầu nói, có lẽ cần một lát mới có thể tiêu trừ, chúng ta khôi phục sức lực trước, cũng tìm cơ hội giết Giận Vũ. Tiểu Hồng gật đầu, hai người ngồi xếp bằng bên ngoài Hỗn Độn Kê tử, vừa quan sát tình huống bên trong vừa liều mạng dưỡng thương. Đám người hiên viên rượu đều nhìn thấy cảnh tượng trong hỗn độn kê tử, nghe được lời nói của Phi Nghê, ngẫm lại chính là như thế, liền nhắm mắt hoàn toàn tập trung khôi phục. Trong Hóa Long trì, hai cỗ lốc xoáy bất phân thắng bại, tư nguyên không ngừng bị hai người cướp đoạt. Thể lực của Lý Vân Tiêu đã bị hao tổn sạch sẽ, trong khoảnh khắc lại bị lấp đầy, hơn nữa long khí hỗn hợp cùng linh dịch trực tiếp tẩy lễ thân thể của hắn, còn gô sửa kinh mạch của hắn. Thân hình Lý Vân Tiêu rất nhanh biến thành kim sắc, hơn nữa tựa hồ bành trướng hơn rất nhiều bởi vì cảnh giới nhục thể của hắn thấp hơn tu vi cho nên cảm giác thân thể không chịu nổi bị long tức tàn phá cơ hồ muốn vỡ tan nhưng loại cảm giác bành trướng kéo dài liên tục một lát đã bắt đầu thích ứng cảm thấy thân thể được cọ rửa không ngừng biến thành càng thêm cứng cỏi cảm giác thân thể đang trùng kích vào pháp thân cảnh nhưng tâm tình của lý vân tiêu càng thêm trầm trọng linh khí cùng long tức tràn ngập đầy trời nhưng lý vân tiêu vẫn rõ ràng cảm nhận được thực lực dẫn vũ đang nhanh chóng tăng lên dù sao nơi này là Hóa Long trì, mà dẫn vũ từng là Chân Long, lực hấp thu long tinh đương nhiên mạnh hơn bất cứ kẻ nào. Trong lòng Lý Vân Tiêu càng gấp gáp, bất chấp hết thảy, chờ đợi thân thể hoàn toàn chuyển hóa thành pháp thân, liền chuẩn bị trùng kích vào giới vương cảnh. Hiện tại hai người đang so đấu thời gian, trong trận tranh đoạt số mệnh nếu ai có thể dẫn đầu đạt tới giới vương cảnh thì người đó thắng lợi. Thời gian trôi qua. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu run lên, nhận thấy được có cỗ lực lượng thật lớn chậm rãi ngưng tụ phía trước chỉ thấy thân hình dẫn vũ bắt đầu phát sinh biến hóa rõ rệt, long lân bắt đầu cởi ra, sinh ra da thịt cùng lớp vảy mới. Trong quá trình này một cỗ áp lực thật mạnh từ trong lốc xoáy tràn ra, làm Lý Vân Tiêu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thậm chí nhóm người phi nghe ở bên ngoài cũng phát hiện được sự biến hóa của dẫn vũ, đồng thời hiểu được hắn đang trùng kích giới vương cảnh là dấu hiệu khôi phục chân thân chân long. Phải thua sao? Trong lòng Lý Vân Tiêu càng thêm sốt ruột, với tốc độ hiện tại của dẫn vũ, nếu đập vào giới vương cảnh tất nhiên sẽ giành ra tay trước, tới lúc đó nơi này không có ai là địch thủ của hắn. Dưới tình thế cấp bách, Lý Vân Tiêu tập trung lực lượng bắt đầu trùng kích giới vương cảnh. Ở ma giới hấp thu lực lượng thiên ngoại huyền minh thạch, khiến cho hắn viễn siêu cường giả ma tôn bình thường, giờ phút này tiếp tục hấp thu chân long lực cuồng bạo. Long uy cuồn cuộn bị hắn hấp thu non nửa, tuy trùng kích giới vương cảnh thập phần xa vời, vẫn chưa tới nỗi là không có khả năng. Dẫn vũ tựa hồ cũng cảm ứng được gì đó, mở mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, khóe môi hiện lên vẻ châm chọc, cười lạnh nói. Ha ha, mạnh mẽ trùng kích giới vương, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Đừng nói ngươi tích lũy còn chưa đủ, dù đủ rồi cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiến vào giới vương cảnh, nếu không chẳng phải trên đời này giới vương đều nhiều như cầu sao. Hiên viên diệu nhìn trạng thái hiện tại của Lý Vân Tiêu, không khỏi lắc đầu, tràn đầy lo lắng. Bổn tọa trọng lâm đại địa, thời khắc chúa tể vạn vật lại tới đây biến hóa trên người dẫn vũ rất nhanh dừng lại. sau đó một tiếng long ngâm kinh người xuyên thấu hư không, long quyền vô lượng quang sắc mặt lý vân tiêu đại biến, chợt phát hiện hào quang sáng lên, khí huyết trong người chấn động kịch liệt, toàn bộ lực lượng trùng quan bị cỗ uy thế kia chấn áp chợt tán đi. rốt cục thất bại sao? nội tâm lý vân tiêu chua xót, lực lượng bị kích tán muốn tiếp tục trùng kích giới vương cảnh là không khả năng, mà long quyền đánh tới trước mắt cường đại chưa từng có chỉ là chân khí đã chèn ép vô cùng khó chịu biết không thể tránh né lý vân tiêu hợp lại hai tay đồng dạng một quyền oanh tới oanh long long hai quyền va chạm lực lượng khủng bố khuếch tán long tinh còn chưa hấp thu liền hóa thành bột mịn lý vân tiêu hừ một tiếng đau đớn bật lui một cánh tay run rẩy lên phu quân phi nghe lo lắng hô nàng cùng tiểu hồng liều mạng công kích kết giới nhưng vẫn không chút hiệu quả dẫn vũ đánh ra một quyền Nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, nhịn không được cười như điên. Ha ha ha, cuối cùng để cho ta trở về giới vương cảnh. Trời không phụ người có lòng, nhiều năm cực khổ như vậy, rốt cục chiếm được kết quả. Hắn kích động tới chảy nước mắt, hưng phấn nói: "Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, trên đời này không có gì là không thể nào, không quên sơ tâm, nhất định thắng lợi a." À. Nhìn sắc mặt dị thường trắng bệch của Lý Vân Tiêu, dẫn Vũ dị thường khoái trá. Ha ha ha, thiên đạo trung quy lựa chọn ta cái gì minh chủ thiên vũ minh cái gì mà giới thần bi chi chủ trung quy là vì cho ta quay về đỉnh phong là chướng ngại vật cho ta dẫm lên mà thôi hôm nay giết ngươi hết thảy trước kia đều là đáng giá trong lòng lý vân tiêu mê mang nhìn thân ảnh dẫn vũ tới gần cảm thấy có chút hốt hoảng chẳng lẽ thiên đạo thật sự lựa chọn như vậy sao vậy hết thảy những gì ta đã làm còn có ý nghĩa gì dãy dụ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đi chết đi thân ảnh dẫn vũ chợt lóe cơ hồ như thuấn di xuất hiện bên cạnh lý vân tiêu đột nhiên một quyền oanh tới không gian bên trong hỗn độn kê tử chấn động cơ hồ cần tan vỡ vận mệnh chưa bao giờ do người cho dù là thiên đạo lựa chọn thì tính sao cũng không thể thay thế lựa chọn của ta lý vân tiêu nổi giận gầm lên một tiếng đôi mắt đỏ bừng từng màn chuyện cũ lướt qua trước mắt cùng những lão hữu đã vẫn lạc những năm gần đây những khuôn mặt tươi sống tựa hồ đều đang nhìn hắn lựa chọn của mình ha ha chuyện cho tới bây giờ, ngươi chỉ có thể an ủi mình như vậy. Nghĩ tới tự lừa gạt mình thì có thể chết cũng không tiếc sao. Dẫn vũ cười lạnh, long quyền như vầng thái dương chiếu rọi cả không gian rực rỡ sáng ngời. Thân ảnh Lý Vân Tiêu biến thành trong suốt, nhìn không được rõ ràng. Oanh long. Long quyền nổ tung, khí kình trùng kích, toàn bộ linh dịch đều sôi trào, Lý Vân Tiêu bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng. Ha ha, thật sự là thích ý đâu, chết đi. Dẫn vũ cười điên cuồng, lập tức xông tới, không muốn cấp cho Lý Vân Tiêu một cơ hội nào, thân hình hóa thành hình thái nửa yêu, đuôi rồng mạnh mẽ quay tới. Thích ý sao? Vậy hưởng thụ nhiều hơn đi. Tuy Lý Vân Tiêu bị chấn tới hai tay run lên, nhưng hắn đã phục hồi lại tinh thần, Thùy chủ trầm phù xuất hiện trong tay, mạnh mẽ chém về hướng đuôi rồng. Chi. Dẫn vũ đột nhiên dùng mình, vội vàng thu đuôi trở về Hoàng sợ Hồ. Đây là kiếm gì? Kiếm giết ngươi. Lý Vân Tiêu một kiếm thất bại thân ảnh chợt lóe trực tiếp thuấn di tới bên cạnh dẫn vũ mạnh mẽ bổ xuống sắc mặt dẫn vũ đại biến uy thế thanh kiếm khiến cho hắn cảm giác nguy hiểm nhất thời hai tay hóa ra chân long kiếm ngăn cản oanh ba thanh kiếm giao nhau bắn ra kim quang khủng bố hai thanh chân long kiếm bị thùy chủ trầm phù áp chế phát ra âm dung như đang than khóc long lân trên người dẫn vũ cũng phát ra tiếng đương đương không ngừng dưới trăm ngàn đạo kiếm khí chấn áp không ngừng phát tán long quang hừ dưới vương cảnh chỉ thường thôi. Lý Vân Tiêu suy cười một tiếng, đại kiếm lại áp xuống. Oanh! Dẫn vũ không tiếp nổi thế kiếm kia, trực tiếp bị đánh bay xa mấy trăm trượng, chân long thân thể chật vật đứng vững, thần sắc hoảng sợ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Cho dù ta vẫn còn ở tạo hóa cảnh, nhưng đồng dạng có thể giết người. Cái gọi là thiên đạo lựa chọn, vốn là một mình ngươi tự ý dâm đi. Hiện tại đã ý dâm xong, nên trở về hiện thực băng xương rồi chứ. Thần sắc dẫn vũ kinh hãi, ánh mắt dừng trên thanh kiếm trong tay lý vân tiêu kiếm văn cùng kiếm phù kỳ dị uốn lượn lóe ra với ánh mắt của hắn lại nhìn không ra lai lịch của thanh kiếm kia tuy lý vân tiêu đã chấn định trở lại nhưng nội tâm lại thấy nặng nề vừa rồi tuy hắn trùng kích giới vương cảnh thất bại nhưng tu vi vẫn tăng lên rất nhiều vì vậy mới có thể tùy ý hóa ra kiếm hình của Thủy chủ trầm phủ tuy rằng mỗi lần công kích đều tiêu hao thể năng rất lớn nhưng ít ra còn có thể đối kháng được dẫn vũ một phần hơn nữa làm cho hắn có chút vui mừng chính là long khí cùng linh dịch ở đây cường đại vô cùng, có chỗ tốt cho hắn rất lớn. Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.